bây giờ thì đang sắp xếp cái đội lực lượng người nhái như là bên bộ đội hải quân. Thì bạn sẽ vận chuyển đang nhận chuyển những thiết bị đó các bạn xuống này. Bình khí khí hơi lạnh vào coi bình nhé, nhiều cái là to. Bây giờ là 5:53, chưa được 6 giờ sáng, lượng lưu thông qua cầu rất là đông. 5:53 mà đông như thế này, 6 giờ thì được qua cầu nhưng mà bây giờ xe rất là đông. Bây giờ ở ngoài đường phải chờ như thế này nè. Xe máy, xe mô tô, ô tô, lượng chức năng đường phân luồng. Hiện bây giờ là 5:55, ở đó đúng rồi, 5:55, nhưng mà bên bộ đội, các bộ đội đang ráp cầu phao thì ở trên hai bên đường thì người dân rất là đông để chờ đi qua cái cầu phao này. 6 giờ rồi. Đấy. Nhưng mà bên kia rác thì rất là nhiều, như các chú bộ đội cũng đang gỡ rác rất là nhiều và trong trời rất là đông. Rất là đông xe. Đây, trước mặt các cô chú anh chị là bên hải quân không quân đúng không? Ở hải quân đúng không? Hải quân, lực lượng hải quân. Đây là những bạn này là bên đội thợ lặn á. Khoảng mấy chục người nhưng mà mình không biết rõ là bao nhiêu người, nhưng mà đã có bên lực lượng hải quân về sẽ trục vớt tìm kiếm và lặn ở dưới đó để tìm kiếm những nạn nhân lại còn lại. Rất là đông cả nhà, mình không biết là bao nhiêu người nhưng mà rất là đông, đông người để lặn. Đây các hình ảnh đẹp đây, mình chỉ chia sẻ hình ảnh đẹp và tích cực nha cả nhà. Đấy, những hình ảnh rất là đẹp của các chú bộ đội hải quân. À, hải quân vẫn là bộ đội đúng không em? Vẫn là bộ đội. Đó. Đây bây giờ chở đầu xuống đây. Bây giờ đây cả nhà, bên hải quân người ta chở đồ xuống đây, đồ lặn dò tìm. Đây cả nhà mình sẽ được theo dõi và những cái thiết bị của bên hải quân, bên bộ đội hải quân. Thì mình nghe nói là hôm nay có bộ đội hải quân về đem thiết bị về để lặn và dò tìm nha các cô chú anh chị và các bạn mình nhé, giúp cho Hồi Sang chia sẻ cái video này nhé. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, cũng mong sau cả nhà mình giúp cho Hồi Sang một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh, một lượt thích, cũng như là để lại một cái bình luận cầu nguyện cho những ai xấu số mắc nạn trong cây cầu này. Và hôm nay thì trực tiếp thì các bên hải quân người ta đã về đây hỗ trợ, đấy là mặc áo xanh này cả nhà, hỗ trợ để lặn dò tìm kiếm trục vớt những nạn nhân còn lại. Mong sao hôm nay sẽ lặn dò tìm và có những người nạn nhân đó còn lại sẽ tìm được để mang về gia đình và gia đình lo hậu sự.
giờ là bên đội người ta đang thả thiết bị xuống, thế họ sẽ lặn cano phao này, thuyền phao này, và rất là nhiều bình hơi để lặn xuống dưới đó. Khả năng là họ sẽ không cho mình quay, mà đang khả năng bên đó có phóng viên người ta đang quay thôi, mình tôn trọng họ một tí, mình đi xa xa mình chia sẻ hình ảnh. Rất là nhiều chỉ bộ đội bên hải quân đây, mặc áo vào cái này, áo người nhái vào đây lặn. Đây ngay chiếc xe thì có các bạn đang mặc áo rồi để chuẩn bị lặn. Xuôi dòng nước rất là xa kia. Đây là chuẩn bị bắt đầu bao đây. Đông cả nhà, hôm nay rất đông, cũng mong sao đội thợ lặn này lặn xuống để tìm thấy những nạn nhân cũng như là trục vớt. Hôm nay nước thì nó chảy rất là im lặng, nó không xiết ra như mọi ngày. Hôm qua cũng có mưa mà mưa nhẹ, cũng có sấm, cũng mong sao hôm nay kỳ tích sẽ xuất hiện, cũng như là các bạn thợ lặn này người ta lặn xuống, người ta tìm được những thi thể còn lại và thiết bị. Đây rất là nhiều thiết bị lặn, cũng như là những cái hơi áo phao, như là thiết bị lặn rất là nhiều. Người nhái mặc áo thật ra thấy không, người nhái mặc áo vào đây tìm kiếm, mong hôm nay thì tích sẽ xuất hiện và sẽ tìm những nạn nhân được còn lại để họ về với gia đình, họ lo gia đình, lo hậu sự. Chuẩn bị quần áo và đồng phục để lặn xuống dưới.
thì đang sắp xếp cái đội lực lượng người nhái, như là bên bộ đội hải quân đặt công nước, người nhái đặt công nước 2, 4, 6, 8, 10, 12 sợ lặn, 2, 4, 6, 8, 10, 12 đặt công nước đang mặc đồ lặn chuẩn bị có chết rồi, đang mặc đồ để chuẩn bị để xuống dưới nước lặn. Đây bà con đây rất là mong chờ sau bên đội đặc công nước đây lặn và tìm kiếm được những nạn nhân còn lại, cũng như là ở những người thân người ta cũng sẽ nổi lên tìm được để mang về lo hậu sự cho gia đình người ta. Thì họ sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn, mong rằng cô chú anh chị và các bạn ủng hộ, tâm theo dõi và chia sẻ video này. Người chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ cho Hồ Sơn nhé, và chia sẻ Hồ Sơn cái video này. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây là những hình ảnh mà có để mà có các chú lưu động bên hải quân người ta làm. Trời thì bây giờ có nắng nhẹ nhưng mà vẫn đang mưa nhẹ nha cả nhà, nắng nhẹ nhưng vẫn đang mưa nhẹ. Bên trái đó là sau lưng của các đặc công là thiết bị để lặn. Mời các cô chú anh chị mình cùng theo dõi kênh của Hồ Sen hiện giờ mới.